VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Ở Tròn thì có một cái điểm mà Ly rất là thích, đấy là bạn ấy rất là điềm tĩnh. Và ngược lại với cả con của mình là lúc nào cũng kiểu rất là nóng nảy, nóng vội, cái gì cũng phải ngay và luôn. Thì mình cũng rất muốn là Bảo Nguyên được ở gần một người anh lớn điềm tĩnh hơn để anh ấy, nhiều khi anh ấy làm mẫu cho ấy. Supercard xin mời các mẹ và các bé cùng tham gia vào các trò chơi vận động nha. Trò chơi thứ nhất, hai mẹ và hai bé sẽ vận chuyển những quả bong bóng về đích bằng dụng cụ chương trình quy định. Mỗi quả bóng có trong rổ sẽ đổi được một phần thức ăn cho các bạn thú cưng. Nguyên hiểu chưa con? Con hiểu không hả? Rồi. My đang làm nũng quá, My không chịu ra chơi. Bây giờ mấy con mình chơi trước đi. Nhớ đâu vui xong tí nữa em lại ra. Sàng chưa? Ok. Mình thì cũng tham gia các trò chơi vận động với con rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên hai nhà gặp nhau và cùng chơi với nhau. Mà nhất lại là còn là các bé nữa. Ừ, đấy thì con lấy nhiều đi cũng được. Nào. Ôi dồi ôi. Trông vẻ khó đấy. Anh Tròn lấy bóng đi, anh Tròn lấy bóng. Khó đấy. Phải bỏ cái này trước. Trông cái này còn khó hơn. Siêu khó. Ok, cho lên. Ơi, phải để này thì đúng cho nó. Đúng rồi. Anh phải để này. Cho lên. Rồi, anh làm theo em đi. Ở Tròn thì có một cái điểm mà Ly rất là thích, đấy là bạn ấy rất là điềm tĩnh. Và ngược lại với cả con của mình là lúc nào cũng kiểu rất là nóng nảy, nóng vội, cái gì cũng phải ngay và luôn. Thì mình cũng rất muốn là Bảo Nguyên được ở gần một người anh lớn điềm tĩnh hơn để anh ấy, nhiều khi anh ấy làm mẫu cho ấy. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.